wife takes the child, the child takes the nurse, the child takes the nurse. Hi ho the dairy, oh, the child takes the nurse. Trước khi con cá mú thì Thanh Phong và Ngọc Hương sẽ phải vào để mua thức ăn cho cá. Cho các bạn xem bé nào. Các bạn ơi, đây là chiếc cá, à, chiếc bé cho cá mú mình các bạn ạ. Giống như cái bình để cho các em bé bú đấy, nên là Ngọc Dung Huy này sẽ vào đây cho cá bú nhá. Đấy. Cá khôn tại vì chắc là nó ăn những cái
là nó thành ba mà ngồi xuống đi đã cho cả bố hết rồi đấy các bạn ạ. Cái bình sữa này bao nhiêu tiền một bình nhỉ? À, hay quá. Vừa được ăn. Cháu vừa được ăn là được tiền đó. Wow, hai tay nó bút. Cho con cá nó bú à? Cậu cứ biết con giữ giữ thôi, không là nó bút hết cả hết mình của con ấy. Wow, những chú cá này rất là đáng yêu luôn các bạn ạ. Wow, Thanh Băng phải giữ giữ thôi, không đâu các bạn cá bút thì một tí là hết luôn. Đấy, các bạn cá này bút rất là mạnh luôn đấy. Này các bạn ơi, bút một tí nhá. Giữ vào đây xong có thể cầm được cả một bầy cá luôn đấy. Đấy con giữ, con cầm cá nha. Các bạn ơi, các bạn thấy thích chưa này? Một bầy cá luôn. Con nó bú một tí để cho nó lên nào. Cho nó bú để nó lên nào. Đấy, con chỉ cần để cái đầu bú một tí thì một bầy cá sẽ lên này, các bạn này. Đấy, con để thấp xuống. Đấy, Thanh Băng cho cá bú thôi, con cho cá nó bú nào. Nó cầm liên cho